là trong cơ thể mình ha, mà mình thứ nhất là bị máu nhiễm mỡ nè, rồi gan nhiễm mỡ nè, rồi đường trong máu nè. À, mình chỉ có chườm gan, thầy Châu chỉ chườm gan nên mình về ngủ thoải mái lắm. Còn hồi lúc trước á, là mình ngủ không có được, coi như là đêm mình ngủ 12 giờ đêm á, là mình ngủ á, thì tới 3-4 giờ sáng là mình dậy, không bao giờ ngủ được. Mà chiều mà 7-8 giờ ngủ thì 12 giờ đêm là thơ tới sáng luôn, không bao giờ. Còn từ hồi mình chườm đá mình chị á, chị bằng đá tới giờ là mình ngủ tới sáng bét luôn, 6-7 mình mới giật mình dậy. Chườm đá thì Châu chỉ mình chườm lên gan á, mình chườm với chườm hai mắt, chườm mắt mình lúc mình chạy xe á, làm như cái màn giống như mà bị cái màn kéo, mình không có cái đường mình phải dụi qua. Mà từ hồi mình chườm đá bây giờ mình không có bị, không bị vụ đó nữa. Đá đen á, đá thạch anh, mình mua cái viên nhỏ nhỏ mình chườm mắt. Còn nó không đúng thật là cái ngày mà em học chung chị em học chung cái lớp thầy Châu dạy với lớp chị Sương phải không? Thì da mặt chị Sương không có đẹp, mà hôm nay đúng là da mặt chị Sương đẹp. Thì chị chườm vậy thôi. Cái khi chạy cái mà mình mà bị đường trong máu rồi kia đó, thì mình bữa 7 rồi á, mình có đi đo kết quả rất là đẹp, mình hơn còn hơn, mình được vàng nữa đó, không còn cái gì hết. Kết quả thì như là đẹp hết, không có nào xấu hết. Chị chườm đá được bao nhiêu lâu chị? Chườm chắc chừng mấy 20 ngày thôi là tới đây. Lúc thầy Châu chỉ mình chườm bữa được bữa không, coi như về có bữa quê. Em đi thử máu thôi, coi em chườm từ bữa đầu học thầy Châu đến giờ. Chườm đi xét nghiệm mẫu. Xét nghiệm mẫu. Tại hồi trước em cũng bị sơ sơ. Ủa cũng không chị xin có tiếng thật không? Có luôn. Chị có tiếng tiếp sự mình nghe cái này trên tàu thần máu này kia mình thoải mái hết rồi. Mừng còn hơn mình được trúng số độc đắc rồi đó. Có sức khỏe rồi. Quá tuyệt vời. Chị Sương lúc trước vào lớp á, đâu có đẹp bây giờ đâu. Bây giờ đẹp. Ở đây mình đây thấy thần sắc là có thần, khuôn mặt có thần. Hốt đi anh em, chườm gan nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918133635, Hà Nội 0937853823. Để có trong tay đá chườm gan cặp đá diệu kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0858002299 hoặc 0937853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652 0326811258.